Em là Trần, xin chào các bác. Hôm nay thì em có về được một chiếc đầu băng cối Tech A4300 và tình trạng thì còn nguyên hộp xốp, khá hiếm ở trên thị trường. Một chiếc máy bên em sưu tầm đấu mạng được. Đấy, những máy còn hộp xốp thì các bác biết độ mới rồi, độ mới khủng khiếp luôn. Con này thì còn cả một cái phần điều khiển. Cái này điều khiển của cái phần tripod các bác nhé. Đấy, máy thì nhìn qua đây thì các bác cũng có thể thấy là rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, càng xà beng xuất sắc luôn. Bây giờ em sẽ tiến hành mở hộp, đấy, quay và cũng như là test cho các bác chúng ta cùng nghe. Các bác ơi, đúng là máy nguyên thùng xốp của Pháp và độ mới của em này thì xuất sắc luôn. Này các bác nhìn phần mặt mũi đây, đấy, núm nút này, đẹp như vừa sản xuất luôn. Con này thì bên kia anh em có khi là người ta gần như là lưu kho luôn, rất đẹp, hàng sưu tầm cho các bác chơi. Hai má gỗ cũng rất đẹp. Mặt mũi đây các bác thấy không ạ? Trắng sạch tinh tươm nhá. À, model 4300. Xuất sắc. Đẹp nét căng. Bây giờ thì em sẽ thử tháo cái phần nội thất ra. Đấy, để cho các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Các bác chúng ta cùng ngắm nội thất của em 4300. Tình trạng siêu đẹp. Số seri của em này là 23074. Đẹp xuất sắc các bác nhé. Đây, góc cạnh. Đấy, sắt xi ruột gan 7 màu. Đấy, động cơ rất là mới, nguồn đẹp. Con này thì xuất sắc luôn. Đấy, hàng cho các bác sưu tập 4300, còn full cả thùng xốp. Em sẽ mời các bác test thử chất âm của em máy này. Em mời các bác chúng ta cùng test chất âm trên em 4300. Tình trạng nguyên thùng xốp rất đẹp, hàng sưu tầm. Sản phẩm có mức giá 12.900.000 đồng, giá không bao gồm xương băng các bác nhé. Hình thức rất đẹp, các bác có nhu cầu các bác alo cho em. $12.900.000 thôi. Bên em có địa chỉ tại 29 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Giao hàng toàn quốc, giá không bao gồm phí vận chuyển. Em test chiều ngược lại ạ. Sản phẩm có mức giá 12.900.000 đồng. Các bác quan tâm thì các bác alo cho em. Xin chào và hẹn gặp lại.